Đại nữ Vương Trí dính họa mặc dù đã cạch mặt Triệu Vy từ sớm. Dù trước đó, nữ diễn viên Vương Trí đã gấp rút xóa bỏ những quan hệ trong quá khứ liên quan đến Triệu Vy, nhưng cô vẫn bị mất vai trong dự án Sắp Bấm Máy vì được cho rằng có liên quan tới đàn chị. Sau sự việc bị xóa sổ khỏi làng giải trí của Triệu Vy những ngày qua, nhiều nghệ sĩ đã nhanh tay gỡ bỏ hoặc ẩn những bài viết gắn tới nữ nghệ sĩ để tránh bị liên lụy. Trong đó, nữ diễn viên Vương Trí, người từng được Triệu Vy nâng đỡ khi vào nghề cũng nằm trong số đó. Được biết, Vương Trí đang là nữ diễn viên thuộc công ty do Triệu Vy làm chủ. Vương Trí năm nay 39 tuổi, từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương vào năm 2008 và bắt đầu đóng phim từ năm 2011. Vẻ đẹp trong veo ngọt ngào của Vương Trí giúp cô được xếp vào nhóm tình đầu quốc dân của làng giải trí Hoa ngữ và được đề cử nhiều giải thưởng điện ảnh. Ít ai biết, Vương Trí bắt đầu học võ từ năm lên 7 tuổi. Cô tinh thông vịnh xuân quyền và kiếm thuật, khả năng đánh võ uyển chuyển như múa nhờ 6 năm theo học vũ đạo. Gương mặt đẹp cùng vóc dáng gợi cảm giúp Vương Trí dễ dàng gia nhập showbiz. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua các tác phẩm Kung Fu Traveler, Độc Chiến, Mã Vĩnh Trinh, Tinh Trung Nhạc Phi, Lưu Lạc Địa Cầu. Vương Trí từng đoạt giải gương mặt triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Macau với bộ phim Goodbye Mr. Lost và giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Bách Hoa lần thứ 33. Từng được xem là ứng cử viên sáng giá kế thừa đàn chị Dương Tử Quỳnh, song Vương Trí lại khiến người hâm mộ thất vọng. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên dần nói lời giả từ dòng phim võ thuật hành động. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang đóng vai phụ chính diện trong các tác phẩm điện ảnh. Mỗi năm, nữ diễn viên chỉ tham gia duy nhất một dự án phim ảnh, dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ. Bộ phim gần đây nhất cô góp mặt và để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả là vai phụ Hàng Đoá Đoá trong bom tấn Lưu Lạc Địa Cầu của Ngô Kinh. Sau khi tham gia chương trình, diễn viên vui lòng vào chỗ mà Triệu Vy làm giám khảo. Vương Trí lọt vào mắt xanh của Triệu Vy và về đầu quân cho công ty của Én Nhỏ cùng nam diễn viên Trương Triết Hạng. Dưới sự nâng đỡ của sao nữ Tân Dòng Sông ly biệt, danh tiếng của Vương Trí khởi sắc hơn. Ngay sau khi bà chủ xảy ra chuyện, Vương Trí đã nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Triệu Vy để tránh bị liên lụy. Dẫu vậy, nữ diễn viên 8X vẫn không thoát khỏi vận đen. Theo tờ China Time, Vương Trí bị thay vai trong tác phẩm Hộ Tâm. Vì là thành viên trong công ty do Triệu Vy làm quản lý nên Vương Trí bị liệt vào nhóm nghệ sĩ rủi ro cao. Do vậy, nhà sản xuất đã quyết định cắt vai cô trước ngày bấm máy. Ngoài Vương Trí, Triệu Vy còn quản lý các nghệ sĩ trẻ như Lạc Mục Dương Tử, Vương Sâm, Ngô Vũ Hằng. Gần 2 tuần qua, công ty của Triệu Vy đã ngừng hoạt động và các nghệ sĩ không thể liên lạc với Én Nhỏ. Điều này xảy ra ngay sau khi gà cưng Trương Triết Hạng của Triệu Vy dính phốt bị phong sát vì thiếu hiểu biết và nhạy cảm chính trị. China Time từng đưa tin nữ diễn viên Vương Trí bị thay vai trong tác phẩm Hộ Tâm. Theo công bố ban đầu của nhà sản xuất, cô đóng vai nữ phụ bên Châu Giả. Cô là người đầu tiên trong số những ngôi sao được Triệu Vy nâng đỡ bị ảnh hưởng bởi sự cố của công ty chủ quản. Theo Sohu, các nghệ sĩ dưới trướng ngôi sao Hoàng Châu Cách Cách như Lạc Mục Dương Tử, Vương Sâm, Ngô Vũ Hằng đang lo lắng cho tương lai của mình. Họ không thể liên lạc với Triệu Vy hơn 2 tuần qua. Công ty quản lý bị đình chỉ hoạt động. Trước đó, trên mạng xã hội Hoa ngữ từng xôn xao trước đồn đoán nam diễn viên phim võ thuật Lý Liên Kiệt sắp tới có thể là người kế tiếp Triệu Vy bị giới chức sờ gáy. Có thể nói hàng loạt cái tên đã bị ráo gọi trong cuộc thanh trừng của CPIC. Cụ thể, đạo diễn nổi tiếng Châu Quốc Cương chỉ ra lý do khiến loạt ngôi sao là bạn của Triệu Vy như Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh phải xóa vội thông tin liên quan trên mạng xã hội. Cuối buổi phát sóng, đạo diễn này trực tiếp ráo tên nam diễn viên phim võ thuật Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt chạy nhanh lên, rất có thể anh sẽ là người tiếp theo bị ngã ngựa sau Triệu Vy. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người tỏ ra lo lắng cho nam diễn viên Lý Liên Kiệt vì sợ anh cũng sẽ là người tiếp theo bị phong sát. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ, muốn gây sự chú ý của đạo diễn nổi tiếng thị phi trong làng giải trí. Được biết, một chiến dịch thanh trừng nghệ sĩ có vết nhơ hoặc sai phạm đang diễn ra mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết tại Trung Quốc. Các nghệ sĩ như Triệu Vy, Trịnh Sảng, Ngô Dực Phàm đều đã phải nhận những hình phạt đầu tiên từ chiến dịch.